giờ hai khiêng hai ăn tao, quên đi cuộc chiến của mình. Chili đâm với chili đi, hai người có một giao ước. Và chili đâm nói chili đi, nào đi một bữa ăn ngon. Bông ở đâu có con chim câu trắng tươi như là hoa ly. Rồi cả hai anh thấy sao ngu si khi phải cãi nhau suốt ngày. Chili đâm với chili đi sẽ không bao giờ chiến đấu. Chili đâm nói chili đi, chúng ta sẽ chẳng cãi nhau. Bông ở đâu có chim sơn ca hót vàng thật là vui tai. Và cả hai anh trao cho nhau cái ôm thật là đáng yêu.
là cá mập bà. Bà đã rất già nhưng thích bơi lội bàn ơi. Họ bơi bơi hoài cùng với các bạn. Bà thích bơi lội bàn ơi. Tu ru ru tu ru, chúng tôi thường bơi. Mọi người ơi, tu ru ru tu ru, chúng tôi thường bơi. Tu ru ru tu ru, chúng tôi thường bơi. Mèo Kitty, Mèo Kitty, bạn đã đi đâu? Tớ đi ra ngoài để gặp gỡ bạn bè. Mèo Kitty, Mèo Kitty, bạn đã làm chi? Tớ xem cô bò vào những khi mu. Mèo Kitty, Mèo Kitty, bạn đã đi đâu? Tớ đi ra ngoài để gặp gỡ bạn bè. Mèo Kitty về lúc nào đây? Sau khi ta nhìn con vịt kêu quạc. Mèo Kitty, Mèo Kitty, bạn đã đi đâu? Tớ đi ra ngoài để gặp gỡ bạn bè. Mèo Kitty, Mèo Kitty, bạn đã làm chi? Tớ xem con chó sủa. Mèo Kitty, bạn đã đi đâu? Tớ đi ra ngoài để gặp gỡ bạn bè. Mèo Kitty, Mèo Kitty, bạn làm thứ chi đây? Tớ xem con heo kêu oan. Mèo Kitty, Mèo Kitty, bạn đã đi đâu? Tớ đi ra ngoài để gặp gỡ bạn bè. Mèo Kitty, Mèo Kitty, trong nà gây a a a a. Khi bỗng thấy bụng ta đói, ta muốn ăn gì đó ngon. Ăn cay gì đây? Ăn chi hơi bạc. Mình thích được ăn bông cải xanh rất ngon. Vâng, đúng, bông cải xanh rất ngon. Mình thích được ăn cây cần tây ở đây. Vâng, nó làm mình khỏe mạnh hơn. Khi bỗng thấy bụng ta đói, ta muốn ăn gì đó ngon. Ăn cái gì đây? Ăn chi hơi bạc. Khi bỗng thấy bụng ta đói, ta muốn ăn gì đó ngon. Ăn cái gì đây? Ăn chi hơi bạc. Thích được ăn bông cải trắng rất ngon. Vâng, đúng, bông cải trắng rất ngon. Thích được ăn bánh cà rốt ở đây. Nó thật là tuyệt vời lắm, phải không? Khi bỗng thấy bụng ta đói, ta muốn ăn gì đó ngon. Ăn cái gì đây? Ăn chi hơi bạc. Là súp peanut tớ này rất yêu. Vâng, vâng, rau này rất ngon. Mình thích được ăn súp đậu xanh này. Vâng, 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 rau cải rất là ngon. Gì đó ngon, ăn cái gì đây? Ăn chi hơi bạc. Mình thích được ăn thật nhiều rau này.